Sáng sớm nay một mình liều mạng chạy lên đồi vườn cà phê mình mới tưới ngày hôm qua anh em ạ. Mình bắt tổ ong khoái, nó cũng không có to cho lắm nhưng mà mình sợ vài bữa nữa anh em khác đi rồi anh em khác lấy mất nên là mình tranh thủ mình lấy trước. Mật thì cũng chắc khoảng được 3 lít anh em ạ. Ong khoái nha anh em. Anh em biết ong khoái nó dữ cỡ nào rồi mà mình thì đây là lần thứ hai mình bắt ong khoái này rồi. Đấy, anh em thấy cục mật không? Cục mật rất là xịn. Ở bên dưới kia nó còn mấy cục nữa kìa anh em ạ. Mình chỉ lấy mật thôi, còn sáp mình để lại nha anh em. Sáp với con ong mẹ ong chúa là mình không 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 mang về. Như người ta là người ta sẽ mang về con ong để về ngâm rượu. Nhưng mà mình thì mình không mang về được. Cái tổ nó đang ở trên đấy các bạn ạ. Bạn thấy cái nhú đen đen to to đấy. Nó đang còn nằm ở trên đấy, nó chưa đi. Đó, anh em thấy bầy ong đang bay lượn không? Do trong quá trình mình làm thì mình không quay được video. Mình không có đủ trang thiết bị nên là mình làm xong mình mới quay cho anh em được sơ sơ một chút. Bên cạnh đây là vườn cà phê. Vườn cà phê sen canh sầu riêng anh em ạ. Cái sầu riêng mùa này cũng đang ra bông, sầu riêng của người ta đấy. Sầu riêng ra bông rất là đẹp. Năm nào ông chủ ông cũng thu vài trăm triệu tiền sầu riêng, nhìn mê lắm anh em ạ. Rồi mời anh em mình chiêm ngưỡng lại một chút mật ong mình lấy ngày hôm nay nhá. Đây anh em. Để mình tháo bớt mấy cái con ong mẹ này ra. Đây là một cục mật. Cục mật anh em nhé. Mật ong rừng nguyên chất anh em nhé. Đó anh em thấy không? Phải nói là tuyệt vời. Một cục này nặng gần 2 kg anh em ạ. Anh em nhìn vậy thôi. Rất là nặng luôn. Đúng hôm nay là ngày hên của mình rồi. Đó. Nghe nói mật ong đây 500-600 nghìn một lít anh em ạ. Nên mình không thể bỏ lỡ được. Video của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chúc sức khỏe tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Ok.